Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và hôm nay Khải sẽ soi đồ một cao thủ đường môn bằng đồ khá đẹp cho anh em xem. Hiện tại đường môn này top 33 nhóc ác. Ở server này thì chắc chắn anh em sẽ biết nhóc ác này rồi. Đang sở hữu cho mình những cái món nô 1 đầu tiên server. Những món nô 1 đầu tiên server đầu tiên Khải muốn nói đó là chiếc nhẫn này mày. 540 dòng 1, sinh lực 42. Cái nhẫn này hiện tại thì nghe đâu đó là ổng đấu giá trong bang đâu đó là hơn 70 kim nè. Hơn 70 kim, cái nhẫn dòng 1 này, hơn 70 kim này. Nó dao động khoảng tầm hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu cái nhẫn này nè, hơn 4 triệu cái nhẫn này. Đó, hơn 4 triệu cái nhẫn này. Và tiếp theo đó là cái ngọc bội. Một cái ngọc bội cũng là 540, cũng là dòng 1 luôn. Thì thường thường thì trang sức thì mắc nhất thì vẫn là gia truyền kháng tất cả. Tiếp tục đó là nhẫn và ngọc bội thì nó khá là rẻ. Khải nghĩ gia truyền, cái ngọc bội này Khải không biết mua nhiều. Nhưng mà được Khải hỏi xem. Ngọc bội này nhiều đây. Ngọc bội này Khải nghĩ chắc tầm 2 triệu hơn. Đó. Ngọc bội Khải nghĩ nó sẽ rẻ hơn nhẫn anh em. Nhẫn thì vì nhẫn thì phái nào cũng xài được và nam nữ đều xài được. Còn ngọc bội này là chỉ một mình nam, nhân vật nam xài thôi nên là ngọc bội nó sẽ rẻ tiền hơn. Rẻ hơn ngọc, rẻ hơn nhẫn. Đó, đang sử dụng hai món thì anh em đẹp vãi nồi luôn anh em. 540 nè. À, cái nhẫn này đính chính chắc chắn của anh em là hơn 70 kim ở server này. Hơn 70 kim là hơn 4 triệu ấy. Rồi ngọc bội này Khải nghĩ hơn 2 triệu. Ngọc bội này Khải nghĩ hơn 2 triệu đó, 35 kim chính xác nha. 35 kim là 2,2 triệu nè. Đó. G. Đó, thì hai món này không là gần 6 triệu rồi. Rồi được Khải tiếp tục xem qua vũ khí rồi. Vũ khí thì có cho mình top 20, sát thương 12, 13. Thì cái vũ khí này thì nó cũng dạng tầm trung thôi, chứ không được, không phải là quá VIP, chủ yếu là lái top. Được cái sát thương 13 thì vũ khí này Khải nghĩ nó dao động cũng tầm 5-10 kim thôi. 5-10 kim thôi. Áo, một áo thủ khá đẹp dành cho đường môn, 40, 17, 30, sinh lực lực khá đẹp cho đường môn. Đi kèm với vũ khí dòng 1, đi kèm với vũ khí dòng 1 thì bên này thì mang một giá truyền thủy kháng cả thật là cao. Nó một giá truyền kháng cả 14. Giá này cũng khá là ngon, Khải nghĩ chắc trên 10 kim. Trên 10 kim là chắc. Đó, quá đẹp nha. Xếp đồ này nhìn đẹp ấy. Rồi một cái nón phòng thủ 19 dòng 1, một nón phòng thủ 19 dòng 1. Một bộ tay kim, sinh lực ngũ lực. Tại sao là mang kim nha? Kim sinh lực ngũ lực. Ôi, ông này mang bao tay kim này để lái sinh lực nỗ lực thôi anh em. Cái bao tay này xong mang bao tay thông pháp lái sinh lực nỗ lực hay gì đó lại đi mang như này. Cái này chỉ lái được 113 nỗ lực và 100 sinh lực thôi. Đó, được hai sinh lực nỗ lực từ bao tay thôi chứ không kích được gì hết. Rồi nhẫn thì kháng hỏa 19 dòng 1 sinh lực nỗ lực. Giày kháng hỏa 19 sinh lực cũng khá đẹp dành cho đồng môn. Đó, vũ khí kim thì kích kháng hỏa rồi. Đại lưng kháng hỏa 25A. Mang bao tay có ý đồ cả nè. Mang bao tay được kích kháng hỏa 25. À ok ok hiểu rồi. Hiện tại kháng hỏa khá là nhiều. Đó. Mang bao tay kích kháng hỏa này. Đó. 25 19 là 44. 44 với này là 54 63 63 với kẹp này nó kháng hỏa full. Đường môn này kháng hỏa mát 75. Quá đẹp. Kháng hỏa 77 full kháng hỏa. Nếu như mình thì mình mang hai món phòng thủ thì nó sẽ đẹp hơn. Chắc là server chưa có nè, server chưa có đai phòng thủ lại bao tay phòng thủ nên là mang theo kiểu kháng hỏa thôi. Chứ nếu mà ông mang theo hai hướng này phòng thủ nữa là phòng thủ khá là cao. Ok, nói chung là quá đẹp này mà. Kháng băng thì được nhẫn này kích này. Đó, kháng băng thì được cái nhẫn này kích. Kháng băng 17. Chung là đồ này khá đẹp ấy. Xếp đồ này dao động ít nhất phải gần 10 triệu nè, xếp đồ này gần 10 triệu đấy. Hai cái này không là hơn 6 triệu rồi. Hai này không là hơn 6 triệu rồi. Cái này với cái này là tầm 1 triệu nữa, 7 triệu này. 7 triệu, hai cái này hơn 15, hơn 20 kim là cả chắc. Hơn 1 triệu là cả chắc. Nói chung là xếp đồ này dao động gần 10 triệu nè. Mấy món này thì nó rẻ thôi. Đai lưng này thì mắc nè, đai lưng này mắc nè. Kháng hỏa dòng 1, sẽ lụng lực. Đai lưng này mắc đấy. Kháng hỏa mắc rồi. Nhẫn này cũng khá là mắc. Ôi, nhẫn dòng 1 kháng hỏa nha nè, sinh lực lực cao. Ok, nói chung thì đường môn này khá là VIP đó nè, không phải dặn cùi đâu. Gọi là cao thủ đồ cực kỳ VIP ở tại hiện tại server, hiện tại bây giờ nha nè. Hiện tại bây giờ thì ông đường môn này Khải nghĩ là đường môn khá là khủng. Đang cấp 97 hạng 33 top đường môn. Đang có mình phi phong không có cầm 1 nữa. Trời chắc nha.
Ok, và thì Khải dừng clip ở đây. Khải sẽ soi lại một lần nữa cho anh em xem từ từ những món đồ. Và anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ nè mày. Nói chung access đồ này đường môn này dao động gần 10 triệu Việt Nam đồng là có nè. Gần 10 triệu Việt Nam đồng ấy. Đồ cũng khá là đẹp. Dây chuyền rồi cho đến áo rồi vũ khí. Đồ đẹp, đai lưng cũng đẹp luôn. Mắc nhất vẫn là cái nhẫn và lại ngọc bội. Giày cũng, giày này cũng mắc lắm nè. Tầm này thì đôi giày này khá là tiền ấy. Nhẫn này cũng vậy. Bao tay này kim thì sẽ lượng lực khá là rẻ, không mắc lắm. Đó, chỉ mắc nhất là cái nhẫn và lại ngọc bội. Hai cái này nó đang đôi một server ấy. Đầu tiên server luôn em, sở hữu đầu tiên server luôn. Chúng mà sẽ đồ này quá đẹp. Rồi, ok, thì Khả tạm dừng clip tại đây. Không đánh lại đâu anh em ơi, sao mà đánh lại được. Mình giỏi đang mà sao đánh lại đường môn được anh em.